Hi. Chào mọi người. Nay là tham mấy rồi ta? Chắc quên, nhớ ngày nè. Lý do Liên nói ngày là Liên muốn cập nhật cái này á, là đâu rồi, 29 ha, 29 tháng 11 22, là lý do Liên cập nhật cái này là cái cây Christie này bữa đó nó về nó héo như vậy nè. Anh Chính có share một cái clip á, là nó héo á, mọi người mua nó héo á, thì mọi người cứu nó. Hôm bữa Liên quên cái clip đó là ngày thứ mấy rồi ha, tại Liên đang để ở trong chỗ với mái hiên ánh sáng thôi, nhưng mà sơn sương xuống không có xuống á. Thì những cái cây này là Liên cứu, mà hai cái cây này nó cũng để Liên, cái cây này nó cũng ok nè, bắt đầu nó cũng cứng lại nè, với lại mấy nhánh bên này, nhưng mà hai nhánh bên này nó hơi yếu hơn mấy nhánh bên này ha. Để Liên quay đi rồi Liên cập nhật cái ngày hôm bữa Liên cắt cái, anh Chính cắt cái này Christie Edium, trời ơi nó đẹp quá đi, màu của nó. Cái cây trong này nó cũng tươi rồi nè, đó lá héo ở ngoài thì nó sẽ bỏ đi tại vì nó héo rồi ha. Còn mấy cái lá này hôm bữa nó cúp vô nó héo, ở đây nó thức hết rồi. Ồ, mình còn cái cây Erium kia nó chưa có thức nữa, nó còn ngủ. Có giống Erium kia này, nó còn ngủ. À, để Liên thử kiếm cái YouTube mà hôm bữa anh Chính cắt ha, clip thứ mấy, ngày mấy ta quên. Đây cái dòng Erium này nó cũng ngủ, bây giờ nó cũng muốn bung ra là chuẩn bị thức rồi. Video đây nè, là khoảng một tuần trước ha. Là cái cây này á, ý là Liên cập nhật là khoảng tuần lễ nè. Nó hơi héo nhưng mà rễ nó chắc Liên nghĩ nó cũng có rễ dưới á. Rồi Liên về Liên thay chậu. Bây giờ nó khỏe rồi. Đây. Đây là bữa cái clip này nè, anh Chính cứu cây nè, anh Chính cắt nè. Đó là những cái cây mà nó rời ra anh Chính cắt á, thì nó chưa có tươi được đâu, tại nó rễ ít nó không có hút được, nhưng mà cây này nó dưới nó hút được rồi nè. Đó, cả nhà thấy không? Nhưng mà Liên này cũng đã thay chậu rồi nha, tại vì Liên lúc về á, Liên muốn coi nó tình trạng là dưới rễ nó tới đâu, với lại mình có cần cắt cái chỗ nào không, cái chỗ nào không cắt. Thì nếu ai ở nhà mình chưa coi cái đó thì coi lại, để có mấy anh chị nào hay ai đó mà giống như có những cái cây mà nó héo hay nó có hiện tượng gì á, thì thấy được kinh nghiệm mình chia sẻ nhau để học hỏi. Thì bữa nay nó tươi rồi, nó đẹp rồi. Cái này mà mình đợi nó khỏe một chút á, nó nhiều ánh nắng, nhiều ánh sáng vô là màu nó lên nữa, cái này là nó mới khỏe lại thôi. Ủa sao cái cây nãy ngã vậy? Trời, chắc hồi nãy Liên đụng quá. Hay là gió? Chắc thêm một cái cây nữa quá. Ây da, nó ngã nữa rồi, đừng bung, em bé đang mọc tùm lum. Chờ Liên chút nha. Chắc Liên phải giải quyết cây này ra nè. Mình cắm nó lại cái. Hôm qua hình như chắc là Liên lấy nó ra sao, hay là đụng nó. Chắc hồi nãy đụng nó quá. Em bé chờ chút, chút nữa quay lại. Cái này là tụi banh nó lên em bé nhiều lắm, mà không dám động rễ nó yếu lắm. Cây con ở dưới nữa đó. À, nó đang lên màu. Sỏi thiên xanh và Gotalium gì đó nhưng không rõ, có mấy cái làm rễ. Còn Liên chia sẻ cái này là hay lắm nha, cái này là Liên cắt hôm bữa rồi nè. Đó thì với những cái này là nó thành cây rồi nè, cái này cũng thành cây rồi nè, nhưng mà ở giữa đó là nó khỏe lại, nó muốn lên bông á. Nếu mà khi nào lên bông đó thì mọi người, cái này ở dưới đó, rễ không có phải, mình cắt cái cành xuống đó, từ cái bông nó nở lên đó, xong rồi nó làm rễ ở dưới để đất khô, xong rồi mọi người bắt đầu. Mọi người thấy không? Đây là cái này nó sẽ lên bông.
cái lên bông lúc nó đẩy ra ngoài mọi người ngắt nó đi thì nó sẽ lên cây xung quanh đây, để Liên lấy một cái cho mọi người coi nha. À, trước khi mình coi cái cây đó giải thích đó, thì đi ngang Liên thấy cái cây su yon này bữa Liên cũng mới có, nhưng mà lúc đó nó có rễ rồi, bây giờ nó lên màu đẹp quá thì Liên sẵn đây quay mọi người coi, nhưng mà lá nó hơi chạy chụa tại vì lúc mình có nó cũng chạy chứ không phải mình Liên làm chạy nữa nha. Bây giờ Liên phải đợi cái lá mới đó, nó ra thì nó mới đẹp, cái này ra nắng mọi người thấy đẹp lắm. Đây, để Liên quay ở ngoài nắng cho mọi người cái màu của su yon đẹp không? Lá nó chạy chỗ hết rồi ha nha. Nhưng mà nó lên màu rồi. Cái này là tại Liên nó có nó chạy chỗ Liên cứu về thôi nha, chứ cũng không phải tại Liên làm chạy đâu. Để Liên chụp hình, nó này nó bị nắng chưa? Đó, nắng lên rồi. Còn cái này mỗi ngày nó lên màu thêm chút xíu nữa đó. Cái này qua lên màu nữa nè, còn cái này lên màu luôn. Còn em nào lên màu nữa không? Ở đằng kia. Ở đằng kia cũng lên màu. Liên, mọi người thấy cái trống cái này không? Hôm qua Liên bị con sóc xuống nó phá đổ đồ tùm lum, nên Liên định làm lại chỗ này một chút, là Liên sẽ dời cái rác vô một chút. Hôm qua mà Liên làm tới tối lạnh quá, dị vô. Thì Liên cập nhật cái cây hồi nãy đó, cái liều của Liên là Liên dỡ ra để Liên cập nhật cái cây cho mọi người thấy được. Qua nó quậy quá nên Liên đây. Cái này là cái gì á, nó gọi là Việt Nam nó cái tên người ta đặt cho nó là gì quên mất tên, kim cương hả? Đại mình gì đó, nó có cái tên của nó, nhưng mà bắt đầu nó đổi màu. Hồi lúc Liên có là nó màu đỏ đậm, xong rồi lúc nó khỏe lại cái nó màu xanh, bây giờ nó được 1 năm hơn gì hơn đó thì nó lớn thêm, bây giờ nó chuẩn chỉ chuyển màu. Chắc Liên thích quá, bữa nào kiếm cây bự bự. Có những cây nó lên màu từ từ ha. Ta-ta, chuẩn bị nó lên màu đẹp đi. Còn cây này, để Liên nói về cái cây này chút xíu. Mọi người thấy đỏ không? Vài bữa nó đã đỏ nữa. Thì cái cây này là của cô đi, nó từ cây này ra. Để Liên lấy ra ngoài nha. Cái này hơi nước. Cái bữa nay Liên cũng chưa có rảnh tưới nước. Bìa nè có Liên nè, nó nhìn nó hơi ráo ráo rồi. Đó. Còn cái này nó cũng đang lên màu, để Liên chút. Bữa nay Liên quay sơ sơ thôi nha, tại vì Liên định nói những cái ấy rồi Liên sẽ ngưng để Liên đi giải quyết cái rác này nè, cái dọn dẹp cho mọi người coi nó bừa nữa rồi, tại mấy con sóc nó quậy, con mèo nó làm đổ bên kia xuống, lát Liên quay cho coi nó đào lên mấy cái cây đột biến của Liên nó bị gì ta, nó bị động rễ đó mà Liên chưa cứu nữa, bận quá à. Nhưng mà Liên muốn cập nhật cho mọi người biết là, đợi chút, biết là cái cây mà Liên cứu được rồi đó, nó lên sống rồi đó, cây Christie này á. Cái cây này màu hồng nè mọi người thấy không, mà lá nó ú nù. Nó là dòng đột biến nè, bản của nó nè ha, bản của nó nè đó. Thì lý do đây rồi, ủa cái cây nó đâu rồi, lý do Liên quay là đây. Liên có từ đây cho mọi người coi nha, nó đang bị lên màu nha, thấy không đó, là nó của cái cây này Liên cắt xuống, tại để Liên giải thích nè, đó bắt đầu nó lên màu nè, vài bữa nó lên nữa Liên cập nhật thêm ha, là nó lên màu từ đây thấy không, là nó cái cây đó, Liên cắt nó ra. Lý do hồi bữa nó nóng 100 mấy, Liên lúc mà thân nó non xanh lè nè, Liên bị cháy ở đây, nó khô rồi nhưng mà nó muốn mọc lại nó không có chỗ mọc, thì nếu mà Liên cẩn thận Liên rảnh á Liên sẽ giải quyết cái chỗ này thì nó mới mọc lên cái cây con từ đây. Mọi người thấy rõ không, Liên share này nha, đây là cái thân non của nó thì nó mới mọc ra được, cái khi này nó bị khô rồi thì mọi người phải giải quyết nó ở đây, nó mọc ở đây thấy rõ ràng không, ở đây nó một nhánh nè mà Liên cắt nó ra, tại vì
Liên muốn có cái bông để Liên trưng cho một cái bình đó, Liên làm kiểu nên Liên giải quyết nó bằng cách đó. Mọi người thấy chưa? Thì Liên share cái này cho mọi người thấy một cái ở local mình có, nó tương tự nhưng mà rõ ràng là nó khác biệt, ok? Liên không có nói cái nào Korea hay vậy, nhưng mà nó có giống gần giống nhau nhưng mà không giống nhau nha. Đây, Liên nói tiếp nha. Đây là cái cây Liên ở chỗ Liên mua được. Còn cái cây này nó là người ta nói là Korea, Liên cũng có được. Thì có được Liên cắt từ đó ra mà nó lên cái màu, mọi người thấy sao? Bây giờ cái cây này nếu mà nó có stress quá, nó sẽ đỏ đậm xuống, xì xuống chứ nó không có hồng. Thằng này là sẽ màu màu hồng á. Đó, thì nó đang chớm màu hồng nè. Thằng này nó cũng không có thể nào mà chớm hồng nữa, nó đỏ tươi hơn, nó khác lắm. Nhưng mà hai cái cây đó hoàn toàn là mọi người thấy nó nhìn không? Thì mai mốt cái cây này để nó Liên sẽ quay stress cho mọi người, thì nó cũng đỏ đậm thôi à, nó khác lắm chứ cũng, nhưng mà dòng họ nó rất là giống nhau ha. Lá nó ú cứng mập y chang nhau luôn á, nhưng mà xếp giống nhau nhưng mà cái màu nó khác chút xíu thôi à. Cười, cái này đỏ lên nó có hồng, thằng này đỏ nó đâm sậm xuống nó không có hồng tươi lại. Thằng này nó thằng này cây này với cây này giống nhau, từ cái này cắt xuống, cây này là riêng lẻ của nó. Ừ. Thì cái này Liên muốn nhân giống nhiều nên Liên sẽ trồng sân trước. Còn cái này Liên muốn để đây để mình biết cái cây nào nó riêng á, chứ vài bữa rồi rảnh thì cũng quăng xuống thôi, ý là cho xuống đất cho nó nhiều chơi. À, cái thêm cái gì nữa ta, cập nhật cái gì quên rồi, thôi đi ra chứ có màu xong rồi Liên sẽ làm cái rác lại hả. Ủa đâu rồi, cập nhật cái thằng kia đâu mất tiêu. Đây, Liên lôi ra nắng chút xíu tại vì cho mọi người thấy là mình Đi trước là nó heo hết giống mày nè. nó mình cứu được mấy cái cây á, mới 7 ngày à. Em Không mới tới 7 ngày đâu. 7 ngày Bảy em mới ngày coi nãy cái clip á, nãy em có bỏ cái clip cho mọi người coi lúc anh cắt. Quay chút xíu nè, mấy cây này nó yếu nè, thấy rõ không? Thì nó nhưng mà nó vẫn tươi đó, nó đang vẫn hút nước lên nè. Đó, nhưng mà rễ nó ít đó, nghiêng cái chậu một chút mới thấy nó rễ nó ít thấy đâm không? ra nó hút nước ít chút, còn nào rễ mạnh thì nó hút được nhiều một chút, như cái lá nó thì nó khỏe nó màu ha, màu đẹp hơn. Cream Christie, thằng kia màu cũng lên đẹp ha, thằng đó em bỏ sẽ bỏ xuống nhiều một chút. Thằng đột biến ở bên thằng Eldium ở bên kia nè, nó vàng vàng á. Ai à? Ồ à, Liên quay cái này chút. Đây, Meadow xà ra nắng. Mỗi ngày em lớn một chút. Sao mà em đẹp quá vậy em? Meadow xà của mình đang dưỡng trong kia, nó không được vậy đâu. Mà mình cũng không dám quăng đi đâu hết. Tại vì mình cắt là nó yếu á. Còn Eldium này vẫn lên pha màu ha. Còn đây là cầu riêng màu hồng, nó đột biến mà cái thân Liên cũng cắt ra. Để Liên giới thiệu cái gì ta, giới thiệu cái gì, giới thiệu cái gì quên rồi, chờ chút nha. Đây là dòng đời vàng rồi. À, khoe, đây rồi. Có cái bình qua đâu rồi, đợi Liên chút. Cái này Liên đi ngoài lề một chút nha. Nè, đó bằng chứng nè. Nó làm đổ đồ của Liên xuống dưới đất hết. Giận hết sức. Liên đi ngoài lề chút xíu. Quên lấy cái cây kia luôn ha. Là Liên nói cái này nghe chút xíu nha. Cái này nó hơi úng. Lý do Liên tại sao Liên nói ngoài lề là cái cây này là sỏi thiên thanh, nó màu xanh, đằng kia Liên cũng đỏ lên màu ha. Chẳng lẽ mình đem tới đằng kia mình quay cho mọi người coi mới hiểu được. Cái này không có nắng. Cái này cũng lâu rồi, nó già rồi ha. Liên làm nó vô đây. Đó. Cái bình trà ha. Thì lúc làm đây ít rễ lắm, tại mình cho nó vô nhỏ đó thì nó sẽ mọc rễ mới, nó bắt đầu mới khỏe lại ha. Còn đây là cái bình trà, hình như không có nắng cho mọi người thấy. Chắc cao su lầy quá. Ở đâu mới thấy mọi người thấy được đó. Chắc qua đây đi ha. Sorry mọi người. Liên quậy quá. Đây.
Là cái cây này cây mẹ, lúc Liên bỏ vô là nó màu xanh. Đâu rồi, nó mờ quá hả? Sorry. Thì Liên nói lý do là Liên nói gì, lý do tại sao Liên nói. Khi mà nó ở đằng kia mới đúng ha, mình bể bưng đằng kia mới đúng. Nãy không có lấy cái nó màu xanh đó mọi người. Thì nó khỏe đó thì nó đẻ con cũng màu xanh. Nhưng mà khi nó stress, cây mẹ mà lâu năm rồi đó mà nó muốn sanh con ra, nó cũng sanh ra cái màu không phải màu xanh mà nó sanh từ cái cao nó yếu luôn, nó ra màu hồng. Thì nó có luôn cái màu. Ấy da. Nó có luôn cái màu chuẩn của nó là màu hồng chấm đỏ chứ không cần stress. Cái lý do đây Liên chia sẻ là vậy ha. Đó. Tại vì đây là cái cây này nó bự lắm, bây giờ nó ra cái chút béo rồi, có nghĩa là mai mốt cái cây này muốn mà bự nó rất là yếu á, mà muốn nó nhỏ đẹp như vậy là nó sống nhỏ vậy hoài, nó không có lớn nữa đâu nha mọi người. Nó lớn thêm chút xíu nữa thôi. Trừ khi mọi người thay chỗ ở mà nó khỏe lại được thì nó mới khỏe, còn cây này cũng bự lắm. Nhưng mà khi nó vô đây nó stress, nó đẻ con nó màu đỏ sẵn luôn, nó không có đẻ từ cây xanh. Rồi nó cũng nhỏ luôn, nó cũng chẳng có lớn luôn. Cái bình trà này của Liên thì ôm vô bàn tay ha. Rồi cái bình này á thì nhỏ hơn, nhưng mà bình này Liên trồng dưới đất nó già cỗi rồi, Liên thích cái dáng đẹp Liên môi nó lên, thì nó đang dưỡng trong đó là rễ rất là vừa. Thì nó muốn lên màu thì cũng phải vài tháng nữa. Lý do đây Liên quay hai cái này thì cũng không có gì nhiều mà đặc biệt đẹp, nhưng mà Liên giải thích nói cho mọi người hiểu, khi mà cái cây nó stress, nó sanh con đẻ cái ra nó cũng stress. Thôi để Liên bưng cái này tới cái chỗ mà cái nó đẻ con màu xanh để mọi người hiểu hơn về cái cây này, cái cây lơi này. Ok, để Liên nó nằm ngoài lề hồi nãy gì cái cú cây. Nhưng mà ủa sao nắng nó xà xuống rồi ta, mọi người thấy rõ không ta? Thôi kệ nó đi nha, Liên đứng ngoài nắng là nhiều khi Liên che cái bóng. Ok, cái cây này hồi bữa Liên đã nói là thổi sổ thiên xanh ha, cái tên tiếng Anh thì Liên không có nhớ để đọc. Thì nó quá nhiều đi nè, nhưng mà nó cũng lên chấm đỏ nè, cả nhà thấy không đó. Nhưng mà khi mà nó đẻ con nó ra, nó trong một cái bụi mạnh khỏe. Bữa Liên bứt lá, Liên cũng chưa dọn ha, bận đây. Nó rất là mạnh khỏe, nó rất là nhiều nhiều chi chích mùa, giống như mùa của nó xanh đẻ vậy đó. Nhưng mà nó xanh con á là nó cũng màu xanh mọi người, không, tại nó khỏe đó. Cái gì vậy anh, nghe ai khóc hả? Ồ, tưởng con mình khóc, hết hồn đang quay phim. À đâu rồi, mờ quá, đợi chú Liên chút nha. Sorry, tại Liên sợ con Liên khóc. Thì điện Liên quay video ít ánh sáng chút. Thì mọi người thấy nó màu xanh không? Thì nó đẻ con nó cũng xanh, nó chỉ chấm đỏ thôi chứ nó không có đẻ con cái màu đẹp. Đi qua đây, cái cây này nó già rồi, Liên đang phần nó lên màu. Thì nó cũng vừa chấm thôi chứ nó cũng không có nắng quá, cũng không có đổi màu ha. Bây giờ mình tới cái cây này để qua một bên. Ây da, đó, để cái cây này mọi người coi nè, nó màu, mình che nắng để Liên đẩy này. Cây này nó cũng già, màu xanh của bên đó Liên trồng lâu á, nó cũng muốn đổi thành màu màu ấy, nhưng mà Liên bỏ qua đây nhiều năm rồi, nó tự đổi màu, nó tự stress á. Nhưng mà khi mà nó qua đây nè mọi người thấy không, nó đẻ con nó ngắn lại rồi nó hồng lại, nó tự đổi lá hồng luôn. Tại vì nó giống như nó bị gì gọi, người ta nói sen đột biến DNA nó gì, giờ nó đổi luôn rồi. Nếu muốn quay thường lại thì phải giống như dưỡng sức khỏe nó lại, giống như nó người mà bệnh mà phải dưỡng khỏe lại thì mới mới trở lại được. Nhưng mà nó bị ấy rồi, cái con của nó đều như vậy hết. Thì đây là nè, tại Liên trồng cái này là nó mấy năm rồi, thì Liên có những cái mẫu Liên thấy rõ ràng là nó đổi như vậy, thì Liên share cho mọi người coi ha. Em bé này nó trong cái chỗ này cũng stress luôn. Đây nè, cái bông nhí mà nó cũng stress, thấy là nó muốn va, nó muốn hồng, nó muốn đỏ. Rõ ràng là cái cây lớn nó nằm đây nè đó, mà nó đẻ xuống cái thân luôn. Cái thân nó bị cháy nắng á, mửa nó nắng rồi nó ra em bé lại, rồi nó ra vậy đó. Đây em bé nè, em bé này cũng xíu, chắc lâu lắm mới lớn, từ có giờ cũng 3 đến tháng rồi mới xíu. Đây đó,
Nhưng mà mọi người biết không, mình chơi sen đá mình lại khoái màu sắc, khoái ẻm vậy, đâm ra mình chẳng muốn cứ để gì để ngắm luôn, chẳng làm gì hết. Còn mà dòng đời mà sinh con đẻ cái thì để cho cái bình này nó lo, có nghĩa là khỏi tuyệt giống á. Còn khi mà mình chơi mình ngắm thì mình ngắm cái này thôi. Bây giờ mình có giống như là mình ngắm người đẹp vậy, còn người này thì để cho mình có giống chơi. Khi có giống cây á để mình ngắm định. Nhưng mà thật sự ra nó Liên nói thật sự, mọi người mà thấy nó tùm vậy cứu nó đi, bẻ bớt lá cho mấy cây con nó thấy ánh sáng vô nó tốt hơn. Còn mọi người cắt đi á, để nhân giống chỗ khác cũng được, nhưng mà Liên muốn cái chậu nó đẹp. Liên nói rồi, nếu mà nó đẹp nguyên thủy của nó là nó không có được, không được bị sởn đầu thì nó mới gọi là đẹp. Đối với con mắt của Liên là vậy, thí dụ vậy. Tại mọi người thấy không, cây khi mà mình thuần nó nè, nó không sởn đầu, nó có khác, nó đẹp. Khi mà lỡ mà nắng nó táp rồi á, mình không có muốn nhưng mà nó táp rồi á, nó vẫn đẹp. Nhưng mà nhìn cái cụi cây kìa, đâu ai nhìn cái cây, nhìn nó không có hoàn hảo, mọi người thấy không. Rồi khi mà thật sự mình không có giống chơi á, là mình xử nó. Nhưng mà mấy em nào đẹp rồi là rất là, một cây mình cũng không muốn cắt nữa, tại nó mất cái vẻ đẹp của nó luôn. Còn cây nào làm giống thì cứ làm đó, giống như cây này Liên đã chọn nè. Nhưng mà cái này không phải là bị cắt, cái này là cái cây, cái bông của nó không sống á. Nhưng mà ở trên đây là nó còn dạng hết, không có bị sởn đầu. Cây nào đó Liên bỏ vô cũng không có sởn đầu đâu, mà bị nắng mưa gì nó hư thì coi như là cũng hết đẹp. Nhưng mà bây giờ nó đã lên màu nó rồi nên thôi kệ ngắm như kiểu đó. Cũng chẳng muốn thay đổi. Bây giờ mình bận rồi, mình không muốn thay đổi gì hết. Liên nói nhiều vậy mà có 21 phút rồi hả? Nói gì nó dài nó dẳng. Liên quay tiếp cái này nó lên màu nữa nha, cực kỳ lên màu luôn. Đâu rồi, hơi mờ, để Liên làm sao cho nó rõ nha mọi người. Nắng quá. Liên ở trước nó có cái cây nó cũng lên màu, cái này màu xanh nè, nhưng mà nó lên cũng thành màu vàng chấm hồng luôn. Mờ quá, mờ quá. Mọi người sorry nha, người chờ Liên chút. Một cái sen khi nó đã đẹp là nó rất là đẹp. Em này cũng rất là đỏ luôn. Đây là cái lô là bữa Liên làm nha, nó có rễ hết rồi. Ui da, ai da, sorry baby. Ta ta, mình đụng nó rồi hả? Đụng em gãy răng rồi hả? Nhét em mắt em vô. Chút nữa cho em một răng lại. Em busy now. Bận rồi, bận rồi, bận rồi. Ok, bye bye mọi người. Để Liên cập nhật cái nào mà nó đẹp đẹp nữa nha. Bữa nay Liên bận để dọn cái mấy cái con sóc nó quậy á. Mùng rô. Hết, đột biến. Cây này trái sầu riêng của mình rất là thơm. Để Liên quay cái gì chút. Đây, mấy em này lên màu rồi nè. Em này nè, màu chưa, đâu rồi trời, sao mở vậy, đẹp hơn. Quay cái gì nữa ta, chờ Liên chút. Đây nữa nè, là dòng họ của sỏi thiên xanh, thiên thanh chứ đó. Em ấy stress, em ấy đẻ con cũng vậy luôn. Đây là cái cọng gốc mà mùa này nó tươi ha, nhưng mà một thời gian nữa nó sẽ đổi màu. Em ấy dài được nhiêu rồi đây, 1-2 găng tay hơn nữa nha. Em ấy so cute. Có cái gì lên màu nữa cho bà con coi ta. Cái này là bữa nó dưới đất, đáng lẽ nó cũng chưa được lên bình, tại vì lu eo á, tại vì lu eo lu ép gì đó Liên quên rồi.
mà lý do nó lên bình là tại nó bị sốc cái đất á, Liên dưỡng nó lại nhưng mà Liên bỏ bình thôi vài bữa để coi cái nào hợp không hợp thì Liên cũng đổi. Ta ta rồi ở trước nó lên màu cực đẹp luôn, chẳng lẽ mình xách cái bình mình đi quay cho mọi người coi cái cây nó bị stress, nó rất là đẹp. Có cái gì lên màu không ta? Đây là sỏi tím của mình, nó ú nu như cục đá, trời ơi, bể đầu luôn á. Nó ngắn lại nó mới đẹp ha. Ê, oh my god, chili bean ơi, chili bean sao mày đẹp quá vậy? Cam. Cam, cam hồng hồng. Thôi để Liên ăn trước cho mọi người coi này một chút. Quên. Sẵn đó quay luôn cái này. Tại cái này là hôm bữa nó mọi người thấy hồng thôi, bữa nay nó thịt nó ra tới đây nó cứng ngắc rồi ha. Nó xoắn xoắn. Nó muốn đột biến ra cái lá ở giữa luôn rồi trời. Nó lạ ghê luôn ha. Cái cây này nó sắp sửa màu như mình muốn rồi đó. Mình phải lạnh nữa, mình coi nhiệt độ là mình đem vô đó nha. Thân cũng to này nha. Trời ơi cưng chưa. Và cây ở bên này nó cũng lên màu tiếp. Cái này là chưa để lạnh nha, chứ mình để ngoài trực tiếp này bảo đảm em lấy nó lên xuất sắc luôn á. Kiểm tra em ấy bị gì không? Chắc bữa giờ cũng không có kiểm tra em ấy lắm. Mấy được 1 đồng hay 3 đồng 4 đồng. Đếm cho lẹ lâu quá. Mấy em bé ghi bị rầy ha. Để giải quyết em bé rồi. Cây này của mình hôm bữa nó khỏe lắm á. Mà này nó yếu lại ha. Mình Liên mới dưỡng nó. Đây là cái gì đó, Ruby á, đẹp lắm. Thôi bỏ qua nó đi. Ồ có cái này hay quá ta. Để Liên lòn tay vô không biết mọi người có thấy được không. Oh my god, chụp hình cái đi. Đây là dòng họ gì đó, móng móng tay màu cam màu hồng á. Liên nói bên đây nó lên từ từ nè. Có bữa nó hỏng hết, nhưng mà cái này là dạng như nửa đường rồi đó mọi người. Là nó va nửa đường rồi, nó thành 2 3 màu á, chứ thực sự ra nó sẽ lên màu hồng luôn. Tại vì mọi người biết sao không? Tại vì thằng kia Liên có cây hồng Liên biết mà. Thằng kia nó đang màu hồng, chẳng lẽ bưng lên cho mọi người coi chứ phải nói. Ở đây là đó, nó cũng đổi màu hồng hết ha. Bên kia cũng đổi màu mà không có nắng, nó xanh thôi ha. À, để Liên bưng cái cây kia cho mọi người coi. Ây da, nắng quá. Cây này màu hồng. Bấm bấm em ấy màu hồng, để xuống đây đi để Liên bưng cái cây mà nó lên màu hồng với lại cái cây mà nó đang nửa đường luôn đấy. Sorry nha, tại vì Liên không có sắp lại á, đâm ra Liên để chỗ này. Cái cây này hồi đó là bản này là Liên làm cảnh nông bộ quá, đẹp lắm, cảnh chứ không phải nông bộ. Nó có nhiều cây cối ở đây lắm mà lâu rồi Liên không có quay lại nó nữa, nó bận á, không có chăm sóc nó lắm, đâm ra cây nào nó ở đây thì nó ở yên cái đó. Cây này uốn éo đẹp quá, vậy vài bữa mình giải quyết đó. Thì mình cũng nói là mình nếu mà mình đủ thời gian là mình cũng giải quyết cái bản này luôn đi, để mình trồng cái khác. Tại vì cái kiểu nó bắt đầu lâu rồi, mình sẽ đổi cái kiểu khác. Đây để Liên quay cái này ra là Liên dạy nói chơi về những cái cây mà nó stress, nó lên màu rồi nó va ha. Đó, mọi người có thấy cái thân thụi thụi này không? Liên trồng nó được 2 3 năm rồi, mọi người nghĩ Liên trồng bằng cái gì? Không phải cắt cành, cũng không phải ươm lá. Liên cắt từ một cái cây của nó bự mà nó lên cái bông nó dài ở trên á, mà nó có nhiều bông á, mà mỗi một cái bông nó mà đầu nó ra mà Liên trồng mấy năm rồi đó. Đó, bây giờ nó va nửa đường, có lúc nó xanh, có lúc nó hồng hết, lúc tụi. Bây giờ Liên có cái này nó hồng hơn, thì cũng là dòng họ của nó ở đây. Cây này hơi yếu héo. Giờ Liên già lên màu nè, đó. Nè, đây Liên giải thích hiện tượng luôn, không phải cây non mà nó xanh ra cũng cây nó cũng màu đó luôn. Rõ ràng mọi người thấy không? Bên này không có nắng ha. Tới lúc nó chuyển nè. Sự chết quá. Ta ta đây để mọi người coi cái cây này nó hồng hết nè, nó hồng luôn.
Cây này Liên chơi cũng thích lắm, tại vì Liên trồng cũng được 2-3 năm mà cứ ngắm nó màu này hoài. Bỏ vô một lần thôi là bắt đầu nó lên màu rồi ngắm hoài à. Chừng nào nó có chuyện gì thì tính sao. Để Liên quay nó gần đây chút nha. Ta ta. Ta ta. Ở đây dưới là chưa có đủ nắng, đâm ra nó va nửa đường, thành ra nó thành hai cái nhụy và cái bông cây. Thằng cây này nó vừa nắng, nó vừa stress ở ngoài nắng trực tiếp, nó lâu năm á. Rồi hai cái mày này. Lâu lâu cái cây ở dưới á, nó cũng đổi, Liên hồi lúc Liên để ngoài nắng á, nó cũng đổi thành màu hồng. Nhưng mà tại Liên lúc mà Liên làm nông bộ á, Liên làm nông bộ thì nó, đợi chút. Nó nếu mà nó màu hồng thì nó ảnh hưởng những cái cây khác quá, những cây khác chịu không nổi. Những cây trước á, đâm ra là mình dời đây thì mình cứu được mấy cái cây này. Cây này thì nó màu tới đây thôi. Nó giỏi lắm, nó hồng thêm chút nữa thôi. Tại vì nó stress quá thì mấy thằng kia với nước chết. Tại vì nó chịu nổi mà mấy cái giống đời xanh này nó không chịu nổi, nó không phải chết lắm mà nó nhìn nó. Cây ngọc bích này nè nó bự lắm nhưng mà mình làm riết nó cũng thành bonsai luôn, tại lá nhỏ luôn, lá từ lá bự thành lá nhỏ. Ý là nói cái sức sống của sen đá nó mạnh quá, nó lon tham quá đó, thấy chưa đẹp ha. Oh my god, cái dáng này kia đẹp lắm. Cây này hôm qua Liên mới dời cái mái hiên ra đó, nó bị tấp táp rồi nè, lạnh đó. Lạnh nó cũng táp nữa nha, lúc mình non lạnh nó cũng táp nữa đó. Ôi, nói nhiều quá đâu rồi. Có cái gì định nói nữa mọi người, có cái những cái hay hay đó mà quên rồi. Để quay tiếp. Thôi đi đi hả? Để đi ra ngoài trước, nó có một cái rất là cũng hay lắm để giới thiệu mọi người. Em bé ơi, em bé ơi, em bé dễ thương quá. Ồ. Cái này như chưa tưới nè. Cái bình này bữa Liên share với mọi người nè. Cái mấy cái con họ mập rồi nè, nó nhưng mà phải tưới nước nó. Mọi người không tưới nó sẽ rơi rụng xuống, nó yếu á. Còn cái bonsai này thì cái hộp này nè, nó gọi là gì đó, trứng rồng. Còn tiếng Anh này Liên cũng không nhớ luôn, trừ khi để Liên mới nào Liên đọc được. Cứng nhắc, dáng đẹp không? Chờ nha, chờ em ấy khỏe lại chút nha. Ôi da, dưới cái gì vậy? Còn đây là cái gì quên nè. Grand Chop Korea. Lên màu rồi. Thấy không? Grand Chop nó lên đều không? Còn Grand Chop của mình nó vẫn lên đều, nhưng mà nó tròn cái lá.